Chào mừng quý khán giả đã đến với kênh tin tức showbiz Việt Nam. Kính chúc quý khán giả có những giây phút trải nghiệm thật tuyệt vời bên chúng tôi. Lộ nguyên nhân khiến Tạ Đình Phong mê mệt Vương Phi, bản sao Trương Bá Chi đẹp như vậy cũng không giữ chân được làm tài tử. Nhiều người cho rằng so với Trương Bá Chi thì tính cách của Vương Phi đơn giản hơn rất nhiều. Giới truyền thông Hoa ngữ mới đây đưa tin Tạ Đình Phong đã tiết lộ về tính cách mà Lam Tài Tử thích nhất ở bạn gái Vương Phi. Hiếm khi nhắc tới Vương Phi nhưng Tạ Đình Phong mới đây lại đưa ra nhận xét về tính cách của bạn gái. Tạ Đình Phong cho rằng Vương Phi là một người khá đơn giản. Lam Tài Tử cho hay dù là tiêu chuẩn chọn bạn hay chọn người yêu, anh đều thích những người đơn giản. Chính Ni Á Bằng trong một lần trả lời phỏng vấn sau khi ly hôn Vương Phi cũng nhận định rằng Thiên hậu Hồng Kông là con người cực kỳ đơn giản. Theo tin trên Sohu, ngay sau khi chia sẻ của Tạ Đình Phong được đăng tải, nhiều cư dân mạng đã đem so sánh về tính cách của Vương Phi và Trương Bá Chi. Nhiều người cho rằng so với Vương Phi thì việc Trương Bá Chi không phải kiểu người sống đơn giản. Họ thậm chí còn dẫn chứng những lần trả lời phỏng vấn trước kia để chứng minh tính cách có phần không đơn giản của Trương Bá Chi. Trong một lần trả lời phỏng vấn về bí quyết giữ gìn làn da, Trương Bá Chi đã trả lời rằng cô từng có cả tuần không rửa mặt. Cô còn cho hay càng ít rửa mặt thì càng tốt. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng chỉ mới nghe thôi đã thấy vô lý. Trương Bá Chi cũng từng chia sẻ về việc không bao giờ ăn thịt, nhưng khi xuất hiện ở một chương trình khác, cô lại thản nhiên thưởng thức một đĩa thịt to. Từng chia sẻ việc không ăn thịt, nhưng sau đó Trương Bá Chi lại thưởng thức một đĩa thịt to một cách ngon lành. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi video clip. Nếu hay, quý vị hãy chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ kênh càng ngày càng phát triển. Xin trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều.